Trước những đề xuất của Bộ Xây dựng sẽ có thêm nhiều hy vọng trong việc minh bạch thị trường, hạ giá bất động sản. Bởi lẽ hiện nay giá nhà đất tăng cao phi lý đã gây ra nhiều hệ lụy rất lớn cho đời sống xã hội. Đặc biệt, làn sóng tăng giá ảo còn lan sang cả phân khúc chung cư cũ, khiến người dân hoang mang, lo ngại khi giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với. Theo ghi nhận tại Hà Nội, hai khu tập thể cũ là Kim Liên và Trung Tự nằm trên địa bàn quận Đống Đa, dù đã đưa vào sử dụng hàng chục năm và có nhiều dấu hiệu xuống cấp, nhưng vẫn đang được giao bán với giá từ 4 đến 5 tỷ đồng một căn. Tuy nhiên, đây là mức giá đưa ra bởi nhiều môi giới và hiện vẫn chưa có các dữ liệu về mức giá, lượng giao dịch thực tế của phân khúc nhà tập thể cũ ở Hà Nội. Do vậy, người mua cần hết sức lưu ý bởi đây có thể chỉ là chiêu trò nhằm thiết lập mặt bằng giá mới của một bộ phận môi giới chứ không phải giá trị thực tế trên thị trường.